Xin chào quý vị các bạn, trên tay mình đây là pin của Huawei i7 Pro 2018 với tên mã rất là dài HB36648ECVK-11. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan phần pin của Huawei i7 Pro 2018, lỗi hỏng, pin phồng rộp, pin khởi động lúc lên lúc không, dùng nhanh hết, quý vị các bạn cần một địa chỉ thay mới pin cho Huawei i7 Pro. Quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024 66 750 99, di động có cấp chấm ven, có mọi loại linh kiện trên Huawei i7 Pro thay mới. Quý vị các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của di động có cấp chấm ven, chúng tôi tiến hành thay mới với các bạn nhanh chóng, an toàn, tiện lợi. Với khách hàng ở xa không điều kiện đến với di động có cấp chấm ven, quý vị các bạn có thể sử dụng dịch vụ ship code COD, chúng tôi sẽ ship pin đến tận địa chỉ hàng yêu cầu. Quý hàng nhận được pin, quý hàng thanh toán tiền thì bưu điện, nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Mọi thắc mắc thêm về dịch vụ thay mới pin, sửa lỗi hỏng pin trên Huawei i7 Pro, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024 66 750 99. Xin cảm ơn quý vị các bạn.